Nhà người ta mới là ông vô vô hết nhà người ta thì sao? Tôi không có vô cô. Đôi khi cần cái sếp Linh ra đây là được rồi. Ông có hẹn với anh Linh chưa? Hẹn trước gì mà hẹn trước. À chú, dạ do cháu không tốt mà chú vào trong nhà. Không sao, không sao. Dạ mưa to thế này á, thì ông nói với cháu một tiếng thì cháu nhờ người đến lấy là được rồi không? Đâu có được. Mình làm ăn á, người làm ăn là phải có uy tín. Đây là quy tắc của chú, dù ở giá nào đã hẹn để đưa hàng cho cháu, chú vào phải đưa thôi. Không sao đâu, con đừng quan tâm cái này đó. Dạ ông vào đây với cháu để thay bộ đồ khô đã không? Không cần đâu, ông bán trà, chú thì là được rồi. Con ý chí, trà của ông lấy đi được, không có mưa, không có ướt tí nào đâu. Những gì khác con không cần lo. Dạ ông thà để bản thân bị ướt mưa mà ông cũng... Không cần lo, ra sao chữ tính là quan trọng, cái quy tắc ông là như vậy đó con. Dạ trà cháu nhận, để cháu gọi xe đưa ông về. Thôi, không cần đâu. Sai quy tắc với ông rồi. Nè, cứ cầm đi. Dạ ông vào đây với cháu, hai chúng ta cùng uống cái cốc trà nóng. Rồi cháu sẽ nghiêm túc học những cái quy tắc này của ông. Thôi, sếp Linh à, ông nhận ra cháu rồi đó. Cháu có quy tắc mà còn tôn trọng tình người nữa. Hằng lâu đã chinh ghi đã biết thiên khai cao kỳ đi.